chị nó đang dạ. Chị nó đang đốt một viên pháo thật là dài nha mọi người. Này là trước Phước Lộc Thọ đó bà con. Bà con thường đốt pháo ở đây là trước Phước Lộc Thọ. Bên kia Trà Qua cũng có nhưng mà Trà Qua không có.
thanh pháo khổng lồ đó bà con thấy không? À, đây là không pháo giữ trọn à. Phong này tôi nghĩ tôi đón là khoảng ít nhất là 500 đô tới 700 đô bà con. Cái dây này chứ là 500 tới 700 đô chung vườn đó bà con. Ít nhất là 500 tới 700 đô. À, đây là toàn là đại gia đó không các bạn ạ. À, toàn là đại gia không á. Này là toàn là đại gia không các bạn con. À, ông này chính là khoảng cỡ là 700 tới 1000 đô la đó bạn con. Đúng rồi, giàu lắm. Thôi chúc anh chúc mấy anh đại gia năm mới là mang phát tài sang năm đốt nhiều việc nhất nữa. Dân mấy anh lăn pháo này là mấy anh đại gia không chúng vừa đó bà con. Mấy anh lăn pháo là mấy anh là đại gia không chứ không phải là dân lăn pháo đó bà con. Đại gia không á. À, năm mới chúc mấy anh làm ăn phát tài sáng năm đặng có nhiều chút xíu nữa đốt cho bà con vui vẻ. Phong là rất mất tiền đó bà con. Dân là dài lắm, cầu cá không bao nhiêu mét thôi, chắc 100 mét quá. Mấy dòng luôn nha bà con. Cái bánh nó hơn nửa thước luôn á. Cái bánh với dòng cần châu Di nó còn hơn nửa thước đó bà con. À, đốt một có một phong thôi đã không người ta hơn nha bà con. Đốt một phong này đặt đuổi người ta ra đang chuẩn bị đốt phong lớn các bà con. À, đây là đại gia thường đốt trước thanh nhỏ. Hôm qua bà con thấy cái sân này mình không dám thường thật, hôm qua chỗ này là không có một miếng gì hết. Hôm qua là toàn mưa gió ầm ầm mà ngày hôm qua nha bà con. Nhưng mà hên là ông trời ông cho bà dân. Hên là ông trời cho dân Cali được vài tiếng đồng hồ ấm áp vui sân đốt pháo. Đốt xua bỏ mấy cái xui. À, em mấy cái may mắn tới. Dài lắm bà con ơi, cái dây pháo này dài lắm bà con ơi. Dài lắm. Mỗi năm ở đây đều đốt pháo hết bà con. Thường thường là đốt mấy ngày lận, nhưng mà tại vì mưa bão cả tuần lễ nay à, không có cơ hội đốt. Mưa bão cả tuần lễ nay. Nhưng mà bữa nay bà con Cali được vài tiếng. Enjoy. À,
đốt pháo này là đại gia không bà con, chứ không dân thường đâu bà con. Đại gia bu xa không á, một phong lên chứ còn cả ngàn đô la đó bà con, một dây nữa đó. Đây nè, anh đem dây dây nữa nè. À, anh đem dây một dây nữa rồi. Đại gia, mấy anh đốt pháo này đại gia, còn mấy anh coi pháo này là vừa gia. À, bà con coi pháo đốt pháo rất là nhiều đó bà con. À, giờ coi liền đốt pháo. Pháo chuẩn bị đó bà con. À, anh đang đốt đây là bà con. Đang bắt đầu đó bà con. Bà con vẫn hào hứng chơi pháo, chơi đón xuân nha bà con. À,
ca lê nha. Ta nói dân ca lê ăn mì gói mà tôi không thấy cần mì gói, tôi thấy dây pháo cả ngàn đô la nha bà con. Dây pháo cả ngàn đô la đốt trong vòng 2 phút là xong. Bà con đang hưởng ứng coi đốt pháo. Bà con có thấy hai bà con ủng hộ mình nha. Phố California TV số 9 nha. Bây giờ đại gia đang vô trong xe lấy tiêm pháo. Mấy người đốt pháo nè, thứ xịn luôn bà con, đại gia không chứ không phải là dân thường đâu bà con. Bây giờ là anh đang thấy anh tình hình là anh đang lấy thêm một dây pháo nữa. Anh này là chỉ mới đốt một dây nhỏ thôi, đốt chơi dây nhỏ thôi nha bà con. Anh đem ra thêm một dây pháo nữa nha bà con. Anh cầu chứa xe ben này, cầu này nhóc xe ben pháo luôn á bà con. Bây giờ anh đang đốt một cái pháo đại nữa nè. Đẹp quá. Một viên pháo đó tôi đón là ít nhất là phải 200 đồng. Viên pháo đại đó chắc là phải 200 đồng giống hết đó bà con. Đây là tại đón mừng xuân mà đón cho đốt vui vẻ xả xui. Đây cũng như là phục vụ bà con Tết luôn. Tiền không á bà con, không có giỡn đâu nha. Một viên này ít nhất cầu á cả chục 200 đồng á, viên viên pháo đại nè. Pháo đây rất là mắc nha bà con. Ở Việt Nam thì pháo rẻ nhưng mà pháo này mắc lắm. Bây giờ anh chắc anh đang đốt pháo đại nữa hay gì nè. Đang đốt pháo đại hay gì nè bà con. Đẹp quá. Thêm rồi. Thêm một nữ đại gia. Thêm một nữ đại gia đốt pháo các bạn ạ. Thêm nữ đại gia giống vừa đó các bạn. YouTube mà phải là đốt pháo luôn nha, này là đại gia đó nghe, tiệm vàng của đốt pháo đó bà con. Đại gia hả? Tiệm vàng chứ không có giỡn đâu. Đại gia đây, đại gia đây. Con cháu Ngọc Quang cũng thẳng rồi. Nhìn cái mặt tôi biết rồi. Em gái lắm nè bà con. Xuống thôi, không cần quan tâm nha. Không có giỡn nha, đây là toàn là đại gia không nha bà con. Chủ tiệm vàng rồi không nha bà con, không giỡn nha. Bất kỳ làm ăn phát tài nha, năm mới vạn sự như ý nha. Cứ bình tĩnh như vậy, không sao anh chị. Năm mới chỉ làm ăn phát tài, đang sang năm chỉ đốt cả 10 gấp 10 lần như vậy nữa. Đại gia Cali đó nha bà con, không có giỡn nha. Đẹp gái nha bà con. Chúc chị năm mới làm ăn phát tài nha. Sang năm có tiền đốt nhiều chút xíu đi.
là 20 đó bà con. À, đại gia một chiên pháo đại là 20 đó chứ không ít đâu nha bà con. Pháo đại bên Mỹ bán rất là mắc. Nổ một cái đùng là thấy 20 rồi đó. Bà con thấy biết bao nhiêu tiền, nãy giờ biết bao nhiêu viên pháo không? À, tiền lắm bà con, đốt tiền dữ lắm mới nào biết bao nhiêu tiền mà nói. Hiện tại bà con này giống như phục vụ khán giả bà con Cali. À, một viên về là khoảng 20 đó bà con, không vừa đâu bà con. Yeah, đẹp quá. Đốt pháo là người ta là đại gia, còn mấy anh chị này là vừa gia. À, bên chợ qua đóng cửa nghe bà con, bên đây là giờ bà con đang enjoy đốt pháo nha bà con. À, này là cũng là đại gia đứng nhiều lắm nghe bà con. Ta đốt ta đại gia mình là vừa gia thôi. À, bà con đấy, bà con người dân Cali ăn đập cá nha, hàng hiệu là không đó bà con. À, cái gì bà con ủng hộ mình nha. À, là dân Cali đốt pháo này là chưa tết tết các bà con, ngày mai mới là giao thừa rồi đó, nhưng bà con đốt vui vẻ trước tết, đón tết mừng xuân. Giờ là 11 giờ rưỡi nha bà con, 11 giờ rưỡi mà bà con vẫn còn ở đây vui đùa với pháo đó bà con. À, giờ là khoảng 11 giờ rưỡi rồi đó, giờ này đáng lẽ bà con ta về hết rồi đó, nhưng mà 11 giờ rưỡi bà con mệt mỏi hết rồi. Ngày mai giao thừa chẳng trong chùa đốt pháo dữ lắm bà con, tại ngày mai cũng có ngày mai đón xem nha. Bây giờ tình hình là 11 giờ rưỡi là bà con mệt hết rồi. 11 giờ rưỡi mà anh kia anh vẫn còn xách một bánh pháo ra nữa bà con. À, mười một giờ rưỡi đó nghe bà con, mà vẫn còn enjoy đốt pháo. Thấy anh vẫn còn bưng một bánh pháo bự, rất là bự da nữa các bà con. À, hôm qua là chỗ này là mình có tường thật bà con là trời mưa tầm tã, hôm qua là không có một bóng người các bà con. À, bà con cứ coi lại cái ngày hôm qua là mình coi. Hôm qua là chỗ này là mưa tầm tã, không có một bóng người ở đây. Nhưng mà bữa nay thì bà con rất là vui, bữa nay là 11 giờ rưỡi nha bà con. À, anh quăng thêm một dây pháo nữa. Cái pháo này khoảng ít nhất là 500 đô bà con, không vừa. Cái pháo lớn hơn kia này thì chắc khoảng 700-800 ngàn, nhưng mà cái pháo này hơi nhỏ chút xíu, chắc khoảng 500 đô bà con. À, 500 đô đốt trong vòng.
một phút cái pháo đó tôi nghĩ nhất là phải là 30 tới 40 đó bà con, một cục đó bà con, chưa tới một phút. Còn cái cục pháo đại này đó ít nhất khoảng là 10 mấy 20 đồng. Pháo đại bên đây bán, pháo đại bán bên đây rất là mắc các bà con, tại bên đây bán pháo độc quyền rất là mắc các bà con, à, không phải thường à. Ta đại gia anh này là dừa gia, à, anh dừa gia tên gì anh dừa gia? Ta đốt một phong 500, anh này đốt một phong này chắc khoảng 60. Bây giờ là gần 12 giờ và con chưa phải là giao thừa, nên là trước Tết một ngày thôi. Ngày mai giao thừa thì ai chùa đó cũng giữ tạm lắm. Cái gì mà con ủng hộ mình nghe phố Cali Bô Sa TV số 9 nha. À. Rồi. Pháo thì rất là nhiều tiền đó bà con. Pháo thì tốn bao nhiêu tiền, biết bao nhiêu tiền mà nói. Rất là nhiều. Bây giờ là gần 12 giờ đó bà con, gần 12 giờ mà bà con vẫn còn enjoy đốt pháo, chắc bà con dân Cali là giàu. Yeah. 12 giờ hơn là bữa nay không có mưa bão của bà con, ông trời ông cho bà dân Cali được vài tiếng đồng hồ enjoy. Chứ là hồi chiều là cũng mưa nha bà con, hồi chiều cũng mưa te tua nghe, mà bây giờ là hết mưa, nên là hết mưa chứ không mưa nên là mệt. Cách hôm qua hôm kia là mình có tường thuật ở đây bà con thấy là mưa te tua không một bóng người, nhưng mà bữa nay tình hình giờ là khấm khá, ông trời vẫn còn thương dân Cali. Rồi, Happy New Year bà con nha.